Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng Túc Cầu. Mùa hè năm 2021, cả thế giới bóng đá xôn xao khi Messi nói lời chia tay với Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain. Cùng năm đó, đội bóng nước Pháp đã chiêu mộ thành công hàng loạt những sao số khác như Donnarumma, Hakimi hay Sergio Ramos, tất cả để phục vụ cho tham vọng vô địch Champions League. Nhưng tính tới thời điểm này, sau gần 2 mùa giải cùng PSG, những gì mà Messi cùng đồng đội gói gọn trong hai từ vô cùng thất vọng. Hai mùa giải liên tiếp, PSG dừng bước ở vòng 16 đội Champions League. Cay đắng hơn, hai mùa giải trước khi Messi gia nhập Paris Saint-Germain, đội bóng này đều vào từ bán kết. Còn khi có Leo trong đội hình, PSG đều dừng bước ngay từ vòng đấu bảng. Phẩm chất ngôi sao của Messi là điều không phải bàn cãi, nhưng thứ mà PSG cần nhất ở Leo là những khoảnh khắc bùng nổ ở những trận cầu lớn tại Champions League, điều mà Messi chưa từng một lần làm được. Thất bại này đặt vào dấu chấm hỏi cho tương lai của Messi tại PSG. Nội bộ Paris Saint-Germain chưa bao giờ yên ổn, và việc Leo gia hạn hợp đồng với đội bóng này có thể đào sâu thêm những rạn nứt đang ngầm tồn tại trong phòng thay đồ của Paris Saint-Germain. Với Messi, nước Pháp chưa bao giờ là nhà, và khi đội bóng nhận thất bại, anh luôn là cái tên đầu tiên giơ đầu chịu bán. Messi không giấu tham vọng một lần nữa vô địch Champions League, nhưng PSG không phải là Argentina, nơi tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng hy sinh vì anh. Ra đi là một giải pháp tốt nhất vào lúc này cho nhà vô địch World Cup. Với PSG, đây là cú tát vào gã nhà giàu nước Pháp. Dự án Messi, Neymar, Mbappe đã thất bại một cách hoàn toàn. Champions League không phải là giải đấu dành cho những câu lạc bộ thích ăn sổi. Giấc mơ vô địch Champions League vẫn còn vô cùng xa vời nếu như người Qatar vẫn cứ ảo tưởng có tiền có thể mang lại đẳng cấp. Video được tài trợ bởi FB88.